Nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 5, Đầu Đà Tây Vực. Thí chủ, chuyện làm ăn của huynh càng ngày càng tốt. Ngay cả bà con thôn bên cạnh cũng đến tìm huynh để sửa chữa chén đĩa. Vì phải cảm tạ tiểu sư phụ chú đó. Chính chú đã dạy huynh đạo lý bố thí tài thì sẽ có được của cải. Chuyện làm ăn của huynh mới trở nên ngày một tốt hơn. Chú thí chủ, huynh có nghe âm thanh gì không? Hình như tiếng của ai ngáy vậy. Âm thanh đó từ bên trên vọng xuống. Mình không thể bỏ mặc giúp thanh sư phụ được. Huynh là Đầu Đà. Chư thí chủ, vị này là Vô Cấu đại sư đến từ chùa Đại Bi ở Tây Vực. Kỳ quái, huynh ấy không mặc quần áo, làm sao trên người lại không có bụi bẩn được chứ? A Di Đà Phật, pháp danh của Bần Tăng là Vô Cấu. Cho hỏi quý danh của vị thí chủ này là gì? Để hỏi chú. Vô Cấu đại sư, mời huynh ngồi. Vô Cấu sư huynh, ở đây có ghế, sao huynh ngồi trên đất? Ở quê nhà của Bần Tăng, mọi người đều ngồi như vậy. Đại sư, đó là tập quán ở quê của huynh, cho nên mới không ngồi ghế. Ngồi ở trên ghế sẽ thoải mái hơn ngồi trên mặt đất. Bần Tăng không quen ngồi giống như chu thí chủ đây, vẫn là ngồi trên mặt đất cảm thấy thoải mái hơn. Sư huynh, huynh ngàn dặm xa xôi từ Tây Vực đến Trung Nguyên, không biết là vì chuyện gì vậy? Bần Tăng lần này trải qua trăm ngàn cay đắng đến được Trung Nguyên là vì muốn học tập Phật Pháp của Trung Nguyên. Nhất Thanh sư phụ tinh thông Phật Pháp, huynh theo chú ấy học là được rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chư thí chủ quá lời rồi. Phật Pháp bát đại tinh thâm, Nhất Thanh cũng chỉ là biết sơ qua thôi. Sư huynh, giờ không còn sớm nữa, chi bằng nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta cùng học tập Phật Pháp. Cũng được. Bên ngoài có chuyện rồi. Chúng ta ra ngoài xem sao. Cô ma, cô ma, cô ma. A Di Đà Phật, huynh đừng sợ, đó không phải là ma. Hả? Không phải ma, vậy là cái gì? Có chuyện gì vậy? Hóa ra thật sự không phải ma. Nửa đêm nửa hôm ông leo lên cây làm cái gì vậy? Trên người lại mặc toàn lá cây, như vậy sẽ dọa người khác chết khiếp đó. Mau trở về mặc quần áo vào đi. Sư huynh, sao huynh lại leo lên cây? Bần Tăng ngủ trên cây. Ngủ trên cây. Ở quê của Bần Tăng, mọi người đều ngủ trên cây. Đại sư, quê hương của huynh có phong tục riêng của huynh, nhưng mà huynh đến nơi này thì nên sinh sống theo phong tục ở nơi đây. Nếu không thì sẽ làm cho người khác sợ đó. Huynh nghĩ có đúng không? Cũng có lý. Vậy thì huynh về nhà ngủ cùng với tụi đệ đi. Cũng được. Sư huynh, ăn chút gì đó đi. Cái này Bần Tăng không ăn những món này. Huynh ở quê nhà thường ăn những gì? Rau quả dại. Những thức ăn này cũng giống như rau quả dại thôi. Huynh có thể nếm thử xem. Cái này Nhất Thanh và Chu thí chủ đi giúp bà con sửa chữa chén đĩa. Huynh từ từ ăn nha. Mặc dù trước đây chưa ăn qua, nhưng mà chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Cho hỏi trong nhà có ai không? A-di-đà-phật, hóa ra là Đồng Đạo. Bần Tăng muốn xin chút nước uống. Huynh đợi một chút.
Đại sư, mời huynh uống. Đa tạ. Nhìn y phục của sư huynh không giống với người Trung Nguyên. Bần tăng đến từ Tây Vực. Hóa ra là sư huynh đến từ Tây Vực. Huynh đến Trung Nguyên của chúng tôi, cảm thấy sống có quen không? Bần tăng đang cảm thấy buồn phiền về việc ăn uống. Thứ lỗi cho bần tăng nói thẳng, ngàn vạn lần không được từ bỏ lối sống của mình. Nếu không, sẽ bị trúng tà đó. Trúng tà? Bần tăng chỉ nói tới đây thôi. Cáo từ. Hả? Đệ đã bỏ bùa phiên giang đảo hải lên người ông ta rồi. Chỉ cần ông ta ăn những thức ăn đã nấu chín, trong người sẽ cảm thấy như bị đảo lộn, ói mửa tiêu chảy không ngừng. Nếu vậy thì ông ta sẽ không còn tin tưởng lời của Tiểu Hòa Thượng nữa. Sư huynh, thức ăn đã nấu xong, sao huynh không ăn? Huynh không thể ăn được. Huynh mà ăn vào sẽ bị trúng tà. Thức ăn ngon lành như vậy làm sao có thể trúng tà chứ? Huynh không ăn thì để ăn. Sư huynh sẽ không trúng tà đâu. Huynh ăn thử một miếng đi. Đúng là rất ngon. Ây da, bụng của ta, bụng của ta đau quá. Hả? Nhà sĩ ở đâu? Ở ngoài sân. Huynh công xong rồi, huynh công xong rồi. Nhất Thanh sư phụ, huynh ấy rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Huynh ăn thức ăn ở đây đã bị trúng tà rồi. Hả? Xin hai người hãy giúp bần tăng treo những bức tranh thiên dương này lên. Tứ đại thiên dương. Cầu xin thiên dương ban phước trừ bỏ tà khí trên ngực của con. Nhất Thanh sư phụ, huynh ấy làm như vậy có tác dụng không? Nhất Thanh đi mời tứ đại thiên dương đến giúp. Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương, Nhất Thanh thỉnh cầu ngài hạ phàm giúp vô cấu sư huynh phá mê khai ngộ. Nhất Thanh sư phụ, lần này để ta giúp đỡ cho chú. Đa tạ Nam Phương Tăng trưởng Thiên Dương. Nhất Thanh sư phụ, trước khi hạ phàm, chú hãy đi cùng với ta tới gặp hai người. Chúng ta cuối cùng cũng có thể thắng được Tiểu Hòa Thượng rồi. Huynh lo, hắn sẽ tìm người giúp đỡ. Đệ đã đi nghe ngóng rồi. Khoảng thời gian này, Đông Phương Triều Quốc Thiên Dương đang bế quan. Tiểu Hòa Thượng không tìm được ông ấy đâu. Hắn sẽ đi tìm người khác giúp đó. Ngoài Đông Phương Triều Quốc Thiên Dương ra thì làm gì còn ai giúp hắn ta nữa? Còn có ta. Hả? Nam Phương Tăng trưởng Thiên Dương, đưa ra đây. Đưa cái gì? Thuốc giải bùa phiên gian đạo hải. Tụi con không có thuốc giải. Đừng để cho ta phải nhắc lại một lần nữa. Ngài đừng tức giận. Thuốc giải đây nè. Làm nhiều chuyện bất nghĩa sẽ tự hại mình. Hai người hãy tự lo liệu cho mình đi. Nhất Thanh sư phụ, có tìm thấy Thiên Dương không? Thiên Dương đại nhân, cầu xin ngài cứu bần tăng. Ta khỏe rồi, ta khỏe rồi. Đại Thiên Dương, vô cấu sư phụ mau đứng dậy. Thiên Dương đại nhân, có phải là do bần tăng ăn thức ăn đã nấu chín ở đây mới bị trúng tà không? Đương nhiên không phải. Ăn những thức ăn sống sẽ ăn luôn cả những thứ có hại vào trong cơ thể. Ăn những thức ăn nấu chín rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ở quê nhà của bần tăng đều là dùng thức ăn sống thờ cúng cho ngài mà. Người có biết ý nghĩa của việc thờ cúng ta là gì không? Bần tăng không biết. Làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình vẫn chưa đủ, còn cần mỗi ngày cầu mong được tiến bộ hơn. Đạo hạnh phải tăng trưởng, phẩm đức cũng phải tăng trưởng, học vấn, trí huệ, kỹ năng, năng lực đều phải tăng trưởng. Kiếm trong tay của ta đại biểu cho trí huệ,
cũng chính là muốn nói chỉ có trí huệ mới có thể giúp ngươi tăng trưởng. Hiện nay đời sống được nâng cao rồi, đương nhiên nên ăn những thức ăn là nấu chín, còn phải mặc quần áo ở trong nhà. Ngươi vẫn chưa có quần áo mặc, vậy để ta tặng cho ngươi một bộ. Đa tạ thiên dương. Sau này có nghi vấn gì thì nên thỉnh giáo Nhất Thanh sư phụ nhiều hơn. A Di Đà Phật. Thank you.